Cũng như những địa phương khác, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn quận Liên Chiểu liên tục tăng cao. Trước thực tế đó, quận đã huy động nhân lực để đảm bảo việc quản lý điều trị F0 tại nhà với số lượng lớn. Những ngày qua, số ca mắc mới COVID-19 tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu luôn ở mức cao với khoảng hơn 100 ca một ngày. Riêng trong tuần qua thì phường có hơn 1.000 ca bệnh. Số ca mắc tăng nhanh khiến hệ thống y tế cơ sở phải căng mình làm việc không kể ngày đêm. Hiện phường có 4.200 trường hợp F0 đang được điều trị tại nhà. Bên trạm y tế cũng hướng dẫn cho em về nhà cách ly, cách bảo vệ cho sức khỏe, cách xong đồ thuốc uống rồi cũng đầy đủ. Nếu mà xác định được một cái F0 rồi thì mình cấp cái giấy, cấp cái quyết định cho bệnh nhân F0 điều trị tại nhà. Rồi và mình đưa cái tờ phơi cho họ, cái phơi điều trị F0 tại nhà là hướng dẫn họ là từ khi xét nghiệm cho đến ngày thứ 7. Thống kê cho thấy từ đầu năm đến nay, quận Liên Chiểu ghi nhận gần 26.000 ca mắc COVID-19. Hiện toàn quận có 25 trạm y tế lưu động với trên 120 cán bộ nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch, hỗ trợ tư vấn và điều trị F0 tại nhà. Với 300 đến 500 ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận mỗi ngày, nguồn nhân lực liên tục được huy động cho các trạm y tế lưu động. Trên địa bàn phường Thanh Bắc là cái lực lượng công nhân cũng như là dân lưu trú rất là đông. Thì phường đã tiên đoán trước cái việc này là F0 sẽ tăng nhanh nếu như chúng ta không đảm bảo trong công tác quản lý. Trên cơ sở như vậy thì Ủy ban nhân phường đã tham mưu Ủy ban nhân quận, Ủy ban y tế quận đã thành lập 4 cái trạm y tế lưu động. Mà đồng thời với cái lực lượng của trạm y tế lưu động thì của trung tâm y tế cử về, bên cạnh đó Ủy ban nhân phường đã làm việc với cấp hội, đoàn thể, đoàn thanh niên và đặc biệt là cán bộ y tế cơ sở trong quá trình phối hợp đã tăng cường lực lượng cho các trạm y tế lưu động. Theo dự báo của ngành y tế Đà Nẵng thì trong tháng 3 này, số ca mắc COVID-19 sẽ tiếp tục tăng cao. Với đặc thù là dân số đông, nhất là lực lượng công nhân và sinh viên có mức độ đi lại tiếp xúc nhiều, nên số ca mắc tại quận Liên Chiểu dự báo sẽ tiếp tục tăng. Việc huy động các lực lượng hỗ trợ y tế cơ sở đảm bảo việc điều trị F0 tại nhà là yêu cầu quan trọng lúc này.